trong video này thì mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng được cái công cụ chat GPT và Google ba của Google thì đối với cái hai cái AI này hai của AI này thì đây nó chính là những cái công cụ có thể hỗ trợ đưa ra câu trả lời cho các bạn ở rất là nhiều chủ đề và nhiều lĩnh vực thì chúng ta có thể tận dụng sử dụng các công cụ này để hỗ trợ cho cái việc mà học tập hay tìm hiểu kiến thức của chúng ta đối với chat GPT thì hiện tại thì nó chưa có hỗ trợ ở thị trường Việt Nam Hình thử ra là để thể sử dụng được nó thì cái quá trình đăng ký nó phải diễn ra một số bước. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải thay đổi cái vị trí trên mạng internet của cái máy chúng ta sang một cái quốc gia mà ở quốc gia đó nó có hỗ trợ chat GPT. Thứ hai nữa là cho trong quá trình chúng ta đăng ký chat GPT thì nó có một cái bước đó là nó sẽ xác nhận một cái mã số mà cái mã số này được gửi qua tin nhắn SMS. Thì thử ra chúng ta cũng cần sẽ có một cái tài khoản uh, điện thoại SMS một số điện thoại mà không phải ở Việt Nam thì là ở một quốc gia nào đó có hỗ trợ chat GPT rồi như vậy thì sẽ có hai bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải thay đổi cái vị trí của máy tính chúng ta trên mạng internet sang một cái quốc gia khác mà tại quốc gia đó có hỗ trợ chat GPT thứ hai là do trong quá trình chúng ta đăng ký tài khoản chat GPT thì nó có gửi một cái tin nhắn xác nhận vào cái số điện thoại thông qua SMS thì chính vì như vậy nên chúng ta sẽ cần có một cái số điện thoại để nhận cái tin nhắn sms đó mà tất nhiên là số điện thoại này sẽ không phải ở việt nam thì có hai vấn đề chúng ta cần chú ý như vậy để chúng ta đăng ký cái tài khoản chat dbt à, thì cái vấn đề nhất á, là thế nào để chúng ta có thể chuyển đổi cái vị trí của máy tính chúng ta trên mạng internet sang một quốc gia mà nó có hỗ trợ chat dbt để làm được việc đó thì chúng ta cần phải sử dụng một cái công cụ nó là cái extension trên chrome ha đầu tiên bạn vào google mình sẽ cùng tìm kiếm extension đó thì đó là cái extension tên là just vpn À bạn có thể đánh như thế này text vpn Trump. rồi bạn enter. Tại đây thì bạn thấy Google sẽ trả ra cho bạn một kết quả ha, text vpn. Rồi bạn bấm vào đây thì cái text vpn này nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cái vị trí uh, IP tức là cái vị trí của máy tính chúng ta trên cái trên cái mạng internet ha. Rồi uh, bạn chọn vào add drum nè để chúng ta add nó vào trong trình duyệt chúng ta. Rồi add extension. Rồi sau khi add extension này vào trong cái Chrome mà đó là không sao hai cái này nó sẽ mở ra cho bạn một cái uh, trang giới thiệu đó, cái đề cái trang của top vpn ha thì uh, mình trở lại với cái trang mà chúng ta đang cài đặt tiếp ở đây thì sau khi mà bạn cài đặt xong á bạn cài cái attention xong thì bạn bấm vào trong cái trình quản lý attention thì bạn sẽ kéo xuống dưới nha uh, mục đích của mình đang muốn là muốn pin cái cái attention này lên, lên trên cái thanh thun 3 mình ở đây thì mình kéo xuống thì bạn bấm vào trong cái nút pin này đó thì khi bạn bấm vào nút pin như vậy thì cái attention của bạn nó đã được gắn vào trong đây đó. rồi rồi uh, bước thứ nhất xong ha. Bước thứ hai là làm như thế nào để có được một cái tài khoản số điện thoại à, số điện thoại để nhận tin nhắn SMS. Và thế nào là việc này á, thế nào được việc này thì bạn vào trong cái trang web có tên là SMS Active activate.org như thế này ha. Rồi, bạn vào. Thì bạn vào xong đây á, vào trong đây rồi thì bạn phải đăng ký một cái tài khoản để bạn tạo ra cái tin nhắn để tạo ra một cái số điện thoại ha. À, thì cái tài khoản này bạn đăng ký bằng cách là bạn bấm vào trong sign up. Rồi, tại đây À, tại đây thì bạn sẽ chọn vào cái phần sign up nè đây sẽ up bạn chọn vào đây, rồi tại đây thì bạn sẽ điền email và cái password để bạn tạo cái tài khoản nha, rồi thì đây là cái email này thì thường thì mình bạn chọn một cái gmail nào đó của bạn ha để bạn đăng ký thôi, nha. không sao đã chọn một gmail nào đó của bạn để bạn đăng ký, rồi này mình đặt gmail của mình vào đây, rồi bạn sẽ đặt cái, bạn sẽ đặt một cái password nha, đặt password cho cái cái tài khoản này, rồi password password. Rồi sau đó bạn nhấn sign up. Rồi nó sẽ có một cái bước xác nhận ở đây ha. Nó bước xác nhận nó kiểm tra. Rồi thành công ha. Nó kiểm tra xong rồi đó thì bạn nhấn sign up một lần nữa. Rồi nó bảo rằng là đã có một cái tin nhắn gửi tới địa chỉ email này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái địa chỉ email mà bạn mới vừa cung cấp trên đây để chúng ta kiểm tra. rồi khi bạn vào email thì bạn sẽ nhận thấy ở đây có một email xác nhận từ cái dịch vụ SMS active hồi nãy, active hồi nãy ha, rồi bạn chọn vào đây, sau đó bạn nhấn vào trong xác nhận. Chúng ta chờ một xíu để quá trình đăng ký thành công và sau đó nó sẽ đưa chúng ta tới cái trang thông tin cá nhân. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công, ha, cái hình công của tài khoản trên đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải mua một cái số điện thoại để chúng ta có thể dùng một số đó để ta nhận thì hiện tại có nhiều cách để làm cái việc này để có số điện thoại này cũng có nhiều cách miễn phí tuy nhiên thì mình thấy cái, cái miễn phí nó nó khó thành công lắm tức là cái số điện thoại miễn phí thì bạn biết là rất là nhiều người dùng mình thử ra là nó không có cái tỷ lệ mà cái cái số điện thoại đó khi bạn lấy được rồi thì bạn nhận được tin nhắn gần như là nó rất là thấp ha thì ở đây mình lựa chọn cái dịch vụ này chúng ta xác định là chúng ta sẽ cần sử dụng nó để phục vụ cho cái việc học á tìm tìm hiểu kiến thức thì mình chúng ta sẽ bỏ một số tiền ra để chúng ta mua mua cái dịch vụ này, mua số điện thoại này thì uh, bước tiếp theo chúng ta sẽ nạp tiền vào. À, không không có nhiều đâu các bạn thì đâu đó nếu mà tính tiền việc thì bạn có thể nạp um, khoảng 50.000 cho xuống là, là 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 có thể mua được số điện thoại rồi. Thì phòng trường hợp là 50.000 là mình nghĩ là trường hợp này là 50.000 là mình nói là là có thể mua được hai ba số đó chứ hồi trước là mình nạp đó là mình mua được ba số ha Rồi uh, chúng ta quay lại. Tại đây thì giờ bạn sẽ tiến hành bạn uh, nạp tiền vào bấm vào đây ha rồi tới đây bạn sẽ lựa chọn là cái chip để bạn nạp tiền vào ha thì chúng ta sẽ thực hiện nạp thông qua thẻ visa ha rồi thì ở đây bạn sẽ nhập cái số tiền bạn cần nạp vào ví dụ chúng ta nạp hai đô thì bạn chỉ cần nạp 2 đô la thôi tức là đó đó khoảng gần 50 ngàn thì mình thấy là chúng ta đã có được khoảng 166 cái group ha 166 đồng group tại, à trên website là của Nga thì nó sẽ chuyển ra cho bạn thành dạng đồng group ha rồi sau đó bạn nhấn pay rồi thì tại bước này thì bạn có thể nhập các thông tin thanh toán của thẻ của bạn vào ha rồi bạn nhập thông tin thanh toán thẻ vào đây thời hiện hết hạn của thẻ vào cái mã cvc vào đây rồi tên của bạn trên thẻ bạn nhập vào đây rồi ở đây thì bạn sẽ chọn cái khu vực của bạn đang 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 ở nè thì mình sẽ chọn cái khu vực mình đang ở đó, thì bạn sẽ chọn lại việt nam nha rồi xong xuôi hết rồi thì bạn sẽ nhấn pay để nó tiến hành nó thanh toán cái khoảng 2.34 đô la này để bạn có được khoảng 168 cái group ha, đồng group ha. Rồi, sau khi mà bạn đăng ký và bạn nạp tiền vào thành công thì bạn thấy là bạn có thể phép là trang web mấy lần ha thì bạn sẽ thấy là số tiền của bạn nó hiển thị lên đây ha. Rồi ở đây thì mình đang có khoảng 72 đồng group này. Rồi, bây giờ nạp tiền vô nạp rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi mua cái số điện thoại ha. Mình tiến hành đi mua số điện thoại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mua cái một cái số điện thoại để chúng ta dùng để nhận cái tin nhắn ha. Rồi, đầu tiên thì à, các bạn thấy ở bên phần service selection nè, tại đây bạn chọn giúp mình là cái chữ Open. Đây, thì nó để nó lọc ra cái dịch vụ của Open AI thôi, bởi vì trong đây sẽ có rất nhiều số điện thoại và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nữa. Và chúng ta cần phải lọc qua cái này để xác nhận xác nhận chính xác này là những cái dịch vụ mà hỗ trợ cho Open AI. Rồi bạn chọn vào Open AI. Rồi tại đây thì bạn thấy sẽ có rất là nhiều cái thông tin, à, rất là nhiều cái thông tin về số nhiều thông tin nè à, rất là nhiều cái dịch vụ nè đó ở rất nhiều quốc gia rồi à, ở đây thì bạn chọn một quốc gia à, thì thường thì trước thì mình đã có chọn cái Netherlands đó, là cái Hà Lan ha thì để mình làm tuy nhiên thì bạn khi bạn chọn cái phần Hà Lan này, thì bạn thấy là ở đây giá của nó là 75 group nè cho khi mình chỉ còn có 74 group thôi khả có năng là mình sẽ chọn một quốc gia khác ha thì à, bạn có thể à, lựa chọn ở quốc gia nào mà ở đây nó nó có giá tiền nó tương đối thấp này thì bạn hãy lựa chọn ha thì ví dụ mình sẽ lựa chọn ở ở Anh đi ha rồi thì sau khi bạn lựa chọn mua xong mắt thì nó sẽ đưa bạn qua cái trang này đó, thì từ này bạn thấy là chúng ta đã có một số điện thoại ở nước Anh rồi nè đấy À, mình nhớ nha cái số này hồi này chỉ tồn tại trong vòng 20 phút thôi và nó đang chờ nhận tin nhắn sms mình đóng này lại ha Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay qua lại cái ứng dụng chat gpt Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào sign up ha à, trước khi mà chúng ta tiến hành vào sign up thì chúng ta cần phải kích hoạt cái vpn lên để nó chuyển cái mã vụ nó chuyển cái địa chỉ ip trên mạng internet chúng ta sang một quốc gia khác ha thì bạn vào trong click vào trong cái biểu tượng touch vpn à bạn chọn connect Và bây giờ ta sẽ cùng kiểm tra xem cái này nó có chạy chưa ha. Thì bạn có thể thử vào trong một cái ứng dụng nó tên là What My IP nha. Rồi, mình chọn vào đây. Đấy, thì bạn thấy là địa chỉ IP của mình. Nó vô tình nó này là mình cũng ngẫu nhiên thôi, ha. Hiện tại thì nó đang để về nước Anh rồi. Như vậy có nghĩa là địa chỉ IP đã được chuyển sang nước Anh rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại chat gpt. Tại đây bạn bấm vào sign up. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái tài khoản email để chúng ta đăng ký cái tài khoản chat gpt. Thì đây có thể là cái email mà bạn đã dùng để đăng ký sms hồi nãy cũng được ha. Nói chung là cái email đây và cái email kia thì nó là hai cái email tách biệt nhau ha. Thì ở đây chúng ta vẫn có thể sử dụng cho được. Tại vì đây là hai cái ví dụ nó hoàn toàn khác nhau. Rồi ở đây thì mình sử dụng cái email này thì đây chính là email mà hồi nãy mình đăng ký cái SMS luôn ha. Còn tùy bạn bạn hãy dùng một cái email khác à, để đăng ký tài khoản oh, Tài khoản chat GPT. Rồi sau khi bạn nhập email rồi bạn nhấn continue. Rồi tại đây thì bạn sẽ tiến hành mình đặt password. Bạn chú ý là cái password là cái mật khẩu của bạn phải đủ mạnh ha. Rồi, anh em mình nhấn continue. mà nhớ quan trọng là chúng ta phải chuyển cái mã vùng sang chuyển cái IP sang một nơi khác trước ha là quan trọng đó hiện tại chứ không ở Việt Nam chúng ta chúng ta không làm được đâu rồi như vậy là nó có gửi một email xác nhận tới ha tới cái địa chỉ email mà chúng ta mới vừa nhập ở trên đó thì chúng ta còn vào địa chỉ email đó để chúng ta kiểm tra thôi thì đây chính là cái email hồi nãy nè thì mình vào inbox nè đây thì bạn thấy ở đây là có một cái một cái email được gửi tới nè của OpenAI nè bấm vào rồi sau đó bạn bấm verify email address rồi, ở đây sẽ bạn sẽ ờ uh, điền tên cũng à, điền tên vào thôi. Thì tùy, cái này bạn có thể điền tên gì đó. Rồi, này bạn nhấn continue. Mình thử ra không điền Facebook, không điền ngày sinh có được không nhé. Mình nhấn continue. Yêu cầu ngày sinh. Thì chúng ta có thể điền ngày sinh vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền cái số điện thoại xác nhận vào nè ha. Thì hồi nãy chúng ta đã có mua cái số điện thoại rồi đó. Bây giờ chúng ta quay lại cái trang SMS nè. Thì chúng ta sẽ cần copy cái số điện thoại của chúng ta copy ha. Thì bạn nhớ điện thoại số điện thoại ở nước Anh đầu số là cộng 44 ha. Rồi sau khi copy xong thì chúng ta quay trở lại cái OpenAI chúng ta điền vào. Dán vào. Thì ở đây chúng ta bỏ cái số 44 đi ha. Chúng ta cần giữ lại cộng số phía sau ha. để chúng ta hãy kiểm tra lại bỏ số 44 đi, bắt đầu từ số 782 là được ha. Rồi quay trở lại đây. Rồi như vậy thì bấm send code. rồi đây là một bài kiểm tra thôi ha bạn bấm bên này để kiểm tra rồi mình sẽ bấm như thế này rồi đây là đúng với người này đúng rồi u 10 nè u 10 nè rồi submit à, lần các lần trước thì mình không thấy cái bài kiểm tra này ha nhưng cái lần này thì đăng ký lần này thì mình thấy cái bài kiểm tra này có này là có sự thay đổi nữa đó ha rồi, rồi mình sẽ bấm submit Rồi, như vậy là có một cái code gửi tới cái số điện thoại của chúng ta, chúng ta quay lại ở trang SMS ha. Đã 10 phút trôi qua rồi. À, đây vẫn đang chờ tin nhắn này Rồi, bạn thấy hôm nay cả có tin nhắn gửi tới nè, mã số là 220 069 ha. Chúng ta quay lại đây. À, sorry. Đây, 220069 Rồi, vào tới đây có nghĩa là chúng ta đã đăng ký ứng dụng chat GPT thành công rồi các bạn ha. Đấy, thì nét thôi thì chúng ta có thể bắt đầu sử dụng được rồi. Rồi, à, bây giờ kể từ khi chúng ta đăng ký ứng dụng chat GPT thành công này rồi đó, thì à, kể từ bây giờ cho đi thì chúng ta cũng không cần phải à, sử dụng VPN nữa. Ha, à, quá trình đăng ký thành công rồi chúng ta lại thể stop với VPN này. rồi tại đây thì bạn có thể sử dụng ha thì đối với chat gpt thì chúng ta có thể hỏi bất kỳ câu hỏi gì và chat gpt nó sẽ trả lời cho chúng ta mình nó ví dụ như là mình đang yêu cầu như thế này ha chẳng hạn như vậy ha rồi mình sẽ gửi nó đi ok như vậy là câu trả lời chúng ta đã có và đây là một cái câu hỏi À, chúng ta hỏi và đây là 10 câu trả lời. đây thì bạn thấy đây là một trong những ví dụ về cách sử dụng chat gpt để hỗ trợ cho việc học tập hay tìm kiếm thông tin ha. rồi bây giờ thì đối với google ba thì sao? bây giờ mình sẽ à, trở lại với một cái à, tác hoàn toàn mới ha. thì đối với google ba chúng ta sẽ không có cần phải đăng ký gì hết trơn á, thì chúng ta chỉ cần có cái tài khoản gmail của chúng ta là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi thì nếu như mà bạn đã đăng nhập vào, ha, bạn đã đăng nhập vào trình duyệt, ha, bạn đã đăng nhập vào trình duyệt và bạn đã đăng nhập cái tài khoản gmail của bạn rồi á, đăng nhập tài khoản gmail của bạn rồi, thì ở đây trên trình duyệt bạn chỉ cần gõ từ khóa là 3. google.com, bạn gọi địa chỉ 3. google.com như thế này thôi, ha, là nó sẽ mở cái google Play lên cho bạn. Chắc nhiên là trường hợp mà bạn chưa có đăng nhập vào thì bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản gmail đã, rồi sau đó là bạn tự động vào cái video địa chỉ này là nó sẽ mở google Play lên cho bạn ha rồi tại đây thì cái trang giao diện chính của Google Bar như thế này, bạn bấm vào Try Bar này, rồi bạn chấp nhận một số cái cái thông tin ha, Accept à, nè, Agree nè, rồi ở đây là giới thiệu về ba nè, một số cái uh, thông tin giới thiệu cơ bản về ba ha, rồi giao diện của Bar nó như thế này, à, rồi tại đây thì bạn cũng có thể đặt những câu hỏi về uh, bất kỳ lĩnh luật, chủ đề nào thì Google Bar cũng sẽ trả lời cho các bạn, chỉ có một điều là Google Bar hiện tại thì thế thì hiện tại lúc mình làm video này thì nó vẫn chưa có hiểu được tiếng Việt nên mọi thứ tôi sẽ bằng tiếng Anh hết. tương tự như vậy thì mình sẽ nói là rồi thì bạn thấy đây là cái câu hỏi và những cái câu trả lời của Google 3 đưa cho chúng ta thì mình nói nha, thì cả hai công cụ này chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ khá là tốt trong việc học tập và tìm hiểu kiến thức của chúng ta. Ờ, có một cái điểm khác biệt cơ bản giữa hai cái ứng dụng này đó là cái Open cái công cụ open hiện tại á hiện tại á, thì uh... được rồi đây cái công cụ ai hiện tại thì cái bộ dữ liệu mà nó có nó được đào tạo á để có thể trả lời của chúng ta thì nó đã bị giới hạn ờ, từ cái giai đoạn năm 2021 trở về trước thì có những cái sự kiện mới sau này kể từ năm sau năm 2021 khoảng tháng 9 hay hồi mới trở về sau này thì có khả năng là sẽ không có hoặc nó sẽ đưa ra cái trả lời không chính xác hay à, tôi là các bạn phải chú ý cái việc này không thiết là chúng ta phải phải cẩn thận tức là không phải và chúng ta cứ tin tưởng là cái việc câu trả lời của nó là là chính xác 100% à, có khả năng bị sai. Thì lý do tại sao mà mình thường thì mình sử dụng kết hợp với lại của Google ba nữa à, mình sẽ đối chứng cả hai cái câu hỏi hai cái câu trả lời. Cái sự khác biệt của Google ba đó là nó sử dụng mỗi lần chúng ta hỏi thì nó không phải là dựa trên một cái tập dữ liệu để được train sẵn hả, cố định mà nó sẽ kết hợp cái engine tìm kiếm tức là cái uh, cái máy tìm kiếm của Google để nó tìm kiếm các thông tin và trả ra chúng ta thì ở một bước đầu đó, đó những cái thông tin mà của Google ba uh, có thể nói là nó sẽ mới hơn so với lại cái uh, những cái kết quả trả ra từ cái ChatGPT uh, tuy nhiên uh, tới điểm hiện tại thì khi mình sử dụng hai công cụ này thì mình thấy nó rất là hữu ích trong công việc mà tìm kiếm kiến thức ha. À, cũng có một vài sai sót nhưng nó là ở cái tỷ lệ nhỏ à, và mình dùng hai công cụ này để mình đối chiếu với nhau rồi à, thì trong video hôm nay thì mình chỉ chia sẻ nhanh để các bạn như vậy thôi ok cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp bạn trong video tiếp theo bye bye